Trường sinh võ đạo Mỗi tháng ngẫu nhiên thiên phú giới thiệu vắng tắt. Đã nội đầu, yên tâm truy đọc, lý trọng hồn xuyên qua võ đạo thế giới. Nơi này có yêu, ma, quỷ, đồng thời cũng có võ giả, thần thuật sư, luyện khí sư các loại thần dị chức nghiệp. Lý trọng lấy võ nhập đạo, bổ sung bản thân, ngưng tụ tinh khí thần tam bảo, bước lên con đường trường sinh. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần. Mỗi tháng ngẫu nhiên thiên phú từng bước. Chương 1 Trường sinh võ quán học đồ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nguyệt Minh Tinh Hy, Vạn Âm Câu Tịch Trường sinh vũ quán Ký túc xá học đồ, đã truyền đến tiếng vang thưa thớt. Một gã ước chừng 17-18 thiếu niên đã ăn mặc chỉnh tề. Đi về phía luyện võ trường, dọc theo toàn bộ luyện võ trường bắt đầu chạy đường dài. Chỉ thấy bước chân của hắn không nhanh không chậm, dựa theo tần suất đặc biệt hô hấp, toàn bộ tiết tấu giống như tính toán chính xác. Bước chân như thế, dấu chân cũng là như thế. Chỉ chốc lát đã là mồ hôi đầm đìa. Theo bước chân của Lý Trọng, bầu trời đã là nắng sớm mờ mịt. Triêu Hy yếu ớt chiếu vào mặt đất, cũng chiếu vào trên người Lý Trọng, phía sau xuất hiện bóng phản chiếu thật dài. Nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Lúc này học đồ gian phòng mới truyền đến một trận tiếng ồn ào, chăm chỉ võ quán đệ tử mới từng cái từng cái đứng lên, bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Cũng không biết, Lý Trọng đã sớm đổ mồ hôi như mưa, đã sớm kiến thức qua trường sinh võ quán trạng sáng. Hắn đang luyện tập quyền pháp trên sân luyện công. Quyền này tên là trường sinh quyền, có công hiệu tôi luyện thân thể. Mặc dù uy lực không mạnh, nhưng kéo dài không dứt, luyện chế chỗ sâu có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Theo động tác của Lý Trọng, mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng cực kỳ tinh chuẩn. Lại giống như chạy bộ kia, không sai chút nào. Đệ tử chung quanh nhìn thân ảnh Lý Trọng, sớm đã tập mãi thành thói quen. Ở bọn họ nhìn về phía Lý Trọng trong ánh mắt, mang theo thương hại, khinh thường, ghen tị các loại thần sắc. Một cái trường sinh quyền luyện tập 3 tháng, coi như là chăm chỉ lại có ích lợi gì. Kết quả vẫn như cũ lót đấy, huống chi hôm nay chính là hắn ngày cuối cùng đợi ở võ quán, ngày mai quán chủ kiểm tra thời điểm chính là Lý Trọng rời đi ngày. Đợt đệ tử này cũng bắt đầu luyện tập, mà bọn họ luyện tập lại khác với Lý Trọng. Ngược lại một đám giống như là động vật chó đào, rùa bò, hổ vô, gấu ông. Trong khoảng thời gian ngắn, quần thú loạn vũ. Đây chính là vạn thú quyền. Vốn là học tập vạn thú, đại bộ phận đệ tử chỉ chọn một thú tu luyện. Cho dù quán chủ trường sinh võ quán thẩm thường uy cũng chỉ có thể gọi là thập thú quyền, nhưng không thể gọi là vạn thú quyền nghe nói người khai sáng vạn thú quyền một quyền đánh ra giống như vạn thú lao nhanh đến nay lại không có một đệ tử nào thỏa mãn điều kiện chỉ có thể thì một mà học từ nay về sau theo tu luyện chậm rãi bổ sung trường sinh quyền là trúc cơ công pháp tu luyện củng cố thân thể căn cơ để thân thể đạt tới tu luyện vạn thú quyền điều kiện cũng gọi là dưỡng thân quyền lưu quan dịch thể đệ tử chung quanh chậm rãi dừng quyền pháp trên tay lại. Lý Trọng cảm thụ được trong thân thể cái kia thai dưỡng thân thể càng ngày càng đầm chặt, Lý Trọng thở ra một ngụm trọc khí, cũng dừng lại trường sinh quyền. Đi về phía căn tin võ quán. Hắn biết đã đến cực hạn của thân thể, vô luận rèn luyện thế nào cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại tốt quá hóa dở. Lý Trọng không khỏi mở ra bản điều khiển. Lý Trọng cảnh giới. Vô, công pháp trường sinh quyền, thần thông. Vô thiên phú. Biết rõ như lòng bàn tay, một, ba mươi, tài năng. Không có biết rõ như lòng bàn tay. Cực kỳ quen thuộc với thân thể, giống như đặt thân thể trong lòng bàn tay mà quan sát. Chính xác. Lý Trọng là một người sống lại, mỗi tháng ngẫu nhiên đạt được một hạng thiên phú. Một tháng trước, hắn hồn xuyên đến cái này gọi là Lý Trọng võ quán đệ tử trên người, hắn đã là hiện tại Lý Trọng, cũng là thế giới này lý trọng lý trọng vốn đã đạt tới điều kiện thân thể tu luyện vạn thú quyền nhưng không lựa chọn tiếp tục tu luyện đấu pháp mà là dưới sự quan sát thiên phú rõ như lòng bàn tay phát hiện trường sinh quyền vẫn có tiềm lực để đào vì thế hắn lựa chọn tiếp tục tu luyện trường sinh quyền củng cố căn cơ mà hắn cũng phát hiện trường sinh quyền huyền bí dĩ nhiên có thể ổn định căn cơ dưới sự quan sát rõ như lòng bàn tay trường sinh quyền vẫn không đạt tới cực hạn Tiếp tục tu luyện, căn cơ sẽ càng ngày càng vững chắc. Đồng thời, cũng phát hiện trường sinh quyền không thích hợp, chuẩn xác mà nói là không thích hợp thân thể của hắn. Sau đó vừa nghĩ liền hiểu được. Cơ thể mỗi người khác nhau, cũng có nghĩa là động tác của mỗi người cũng khác nhau. Người bình thường tu luyện không nhiều lắm, đã là cực hạn của bộ trường sinh quyền trước mắt. Người sáng tạo ra trường sinh quyền, có thể sáng tạo ra quyền pháp thích hợp với hắn nhất, nhưng không thích hợp với tất cả mọi người những đệ tử khác không có thiên phú rõ như lòng bàn tay lại không có biện pháp lại một bước tinh tiến lý trọng hắn không giống dưới sự trợ giúp rõ như lòng bàn tay thân thể lý trọng kịp thời phản hồi hắn kịp thời điều chỉnh biết rõ động tác đạt tới tốc độ nào trình độ cùng cường độ thích hợp với hắn nhất luyện tập tới trình độ nào nên nghỉ ngơi dưới yêu cầu nghiêm khắc của chính hắn lý trọng đem trường sinh quyền biến thành trường sinh quyền thích hợp nhất với hắn trong đám học đồ, lại không phát hiện ra. Ngược lại là cười nhạo hắn thiên phú không chịu nổi. Không ngờ tu luyện trường sinh quyền suốt ba tháng, còn chưa đạt tới ngưỡng cửa tu luyện vạn thú quyền. Mặc dù bị cười nhạo, tâm tình hắn lại cực kỳ ổn định. Ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nhưng vào lúc này, một cô gái đã đi vào căng tin. Chỉ thấy cô nương này cười duyên dáng, hai mắt giống như hàm chứa nhu tình như nước, lại mang theo một tia đơn thuần không rành thế sự rất rõ ràng được quán chủ trường sinh vũ quán thẩm thường uy bảo vệ rất tốt cô gái này chính là công chúa của võ quán trường sinh cũng là con gái thẩm thường uy thẩm sở nhiên. lúc này nàng nhìn đông nhìn tay tìm kiếm cái gì chỉ chốc lát ánh mắt đã rơi xuống trên người lý trọng tiến vào căng tin ánh mắt nhất thời sáng ngời lý trọng vừa gọi vừa hưng phấn vẫy tay ý bảo lý trọng qua ngồi toàn bộ trường sinh võ quán chia làm nội môn, ngoại môn cùng học đồ, ở trong căng tin đều là phân biệt ngồi xuống. Thẩm sở nghiêng trực tiếp tiếp đón Lý Trọng ngồi ở khu vực đệ tử nội môn. Lý Trọng cũng không có quản bên người ghen tị ánh mắt, mà là mua cơm trực tiếp hướng về cô nương này bên người đi đến. Từ đây cũng chứng minh, nhan sắc của Lý Trọng vẫn vượt qua kiểm tra. Chỉ là cùng tiểu công chúa này, nhưng cũng không phải bắt đầu từ nhan sắc đó là một câu chuyện khác về sự bất bình đẳng tóm lại chính là thiếu nữ có tinh thần trọng nghĩa bùng nổ nhìn thấy lý trọng bị khi dễ đứng ra đến vừa ra mỹ nữ cứu anh hùng không phải anh hùng yêu mỹ nữ ngược lại là mỹ nữ bị thành thục cùng tĩnh khí trên người anh hùng hấp dẫn chỉ là từ đó về sau lý trọng ngược lại càng thêm bị cô lập lý trọng lại không quá quan tâm hắn cũng không muốn lãng phí thời gian dù sau này rõ như lòng bàn tay thiên phú chỉ có vẻn vẹn một tháng thời gian không có gì có thể ảnh hưởng đến bước chân hướng tới mục tiêu của hắn về phần mục tiêu của hắn chính là mau chóng đem thân thể căng cơ rèn luyện hoàn mỹ từ đó có thể tu luyện vạn thú quyền mà thức ăn cũng có chú ý riêng thức ăn cho học trò đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn khác nhau đều là phối hợp tu luyện trong thức ăn ẩn chứa một chút thịt yêu ma cũng theo thứ tự gia tăng không thể ăn bậy ăn sai sẽ dẫn đến thân thể bị tổn thương đây mới là tác dụng của võ quán có một phương thức tu luyện hoàn chỉnh bao gồm ăn mặc ở đi lại đợi đến khi lý trọng ngồi xuống bên cạnh bàn trầm sở nghiêng đã khẩn cấp mở miệng thế nào có thể tu luyện vạn thú quyền chưa nói xong đôi mắt linh động nhìn về phía lý trọng chờ mong đáp án khẳng định của lý trọng Lý Trọng Điểm nhỏ giọng ghé vào tai nàng nhẹ giọng nói. Sớm đã đạt tới. Ta chỉ là muốn tu luyện trường sinh quyền nhiều một chút, u u đọc sách về đúc về đúc về đúc. U can su. Nét cũng cố căng cơ một chút mà thôi. Lý Trọng cũng không muốn gây phiền toái, cho nên lựa chọn nhỏ giọng nói với trầm sở nghiêng, miễn cho lại nhảy ra thanh âm trào phúng, để cho hắn không ngại phiền toái. Ta nghĩ hắn vẫn có thể vì ta phá lệ, có khó khăn, nhất định phải nói trước ngươi cố gắng như vậy tương lai nhất định sẽ có thành tựu ta cũng không muốn phụ thân dễ dàng buông tha cho ngươi sắc mặt lý trọng dừng lại bất quá sau đó khôi phục lại chỉ là rời xa một chút là một người từng trải sớm đã không phải là người đơn thuần gì mà thẩm sở nghiêng trước mặt lại hoàn toàn không biết gì về sự trêu chọc của cô vẫn mở to hai mắt to của tạp tư lan tự mình cùng lý trọng nhỏ giọng nỉ non cũng không biết hành động thân mật như vậy lại đưa tới ánh mắt như sói đói chung quanh lý trọng nghe nói như thế cũng cảm giác nội tâm mềm nhũng đa tạ thật sự không cần chỉ đang mài thân thể mà thôi yên tâm đi lúc này cô nương nghe được ngữ khí khẳng định của lý trọng đối với hắn lộ ra một nụ cười giống như ánh mặt trời ấm áp phơi đến trên người lý trọng cảm giác ấm áp ta tin tưởng ngươi đệ tử xung quanh quan sát bên này cũng đã lâm vào dại ra. Chiếc đũa trong tay không khỏi khựng lại. Chờ bọn họ kịp phản ứng, ánh mắt chuyển dời đến Lý Trọng trên người, đã biến thành thật sâu ghen tị. Lý Trọng đương nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt sáng quắc. Nhưng, ai quan tâm chứ? Chương không hai Cường thân kiện thể Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Buổi chiều, Lý Trọng nhưng là không có lựa chọn rèn luyện, mà là lựa chọn cầm lấy sách bút học lên thế giới này văn tự. Không thể mù chữ, nếu không cho ngươi bí tịch cũng xem không hiểu. Cho ngươi cơ hội cũng không dùng được. Cũng may là thế giới này văn tự cùng trước khi sống lại có bảy tám phần tương tự. Tiến độ cũng coi như không tệ, thời gian một tháng cơ hồ đại bộ phận chữ thường dùng đều nhận thức đầy đủ. Đợi đến giờ thân, Lý Trọng mới lại bắt đầu tiếp tục tu luyện trường sinh quyền. Thân thể đã khôi phục một chút, có thể rèn luyện một canh giờ, như vậy một ngày tu luyện cũng liền kết thúc. Đối với thân thể chịu đựng, đã đến cực hạn một ngày, nhiều thì có hại vô ích. Chỉ là bên cạnh có thêm thẩm sở nghiêng. Trường sinh võ quán này có ba cái luyện võ trường, phân biệt là học đồ luyện võ trường, ngoại môn luyện võ trường cùng nội môn luyện võ trường. Buổi sáng, thẩm sở nghiêng bình thường đều là nội môn tu luyện. Thỉnh thoảng, thẩm thường uy mở bếp nhỏ. Ở thời đại võ đạo này, trong võ giả cũng không có người lười biếng chỉ là có rất ít người giống như lý trọng gặp qua trường sinh võ quán thời sửu sau khi ăn xong hầu hết các đệ tử bắt đầu nghỉ ngơi và giải trí lý trọng cầm lấy một bản vẽ trong tay tinh tế nghiền ngẫm dĩ nhiên là vạn thú đồ mặc dù chỉ là phiên bản thác ấn nhưng lý trọng lại xem vô cùng nghiêm túc kỳ vọng từ đó lĩnh ngộ được một tia chân ý vạn thú đợi đến giờ thân bình thường điểm ấy liền muốn ngủ lý trọng hôm nay nhưng không có ngủ ngược lại là tiếp tục tìm hiểu vạn thú đồ vẫn thấy được giờ hợi giờ hợi vừa qua bản điều khiển lại một lần nữa đổi mới lúc này một tài năng mới xuất hiện trên bản điều khiển cường thân kiện thể có hiệu quả rất lớn trong việc rèn luyện thân thể một phần trả giá thập phần thu hoạch lý trọng thấy kỹ năng này giới thiệu ánh mắt nhất thời sáng ngời không nghĩ tới còn có kinh hỷ lý trọng nhìn về phía bản điều khiển lý trọng cảnh giới vô công pháp trường sinh quyền thần thông vô thiên phú cường thân kiện thể ba mươi không tài năng biết rõ đây chính là nguyên nhân lý trọng đợi đến giờ hợi ba mươi ngày sau giờ hợi vừa qua thiên phú thiết lập lại lý trọng ánh mắt không khỏi phóng tới rõ như lòng bàn tay phía trên nhưng là phát hiện còn có thể dùng chỉ là từ thụ động biến thành chủ động lý trọng lập tức lựa chọn sử dụng chỉ là vừa dùng không đến một cái chớp mắt hắn liền cảm giác toàn thân một trận mỏi mệt đồng thời cũng ở trong nháy mắt này hiểu rõ tình huống thân thể quả nhiên còn có thể dùng đây là ý niệm cuối cùng trong đầu hắn đợi đến khi mở mắt lần nữa mặt trời đã lên cao lý trọng hít sâu một hơi bắt đầu đứng dậy tuy rằng thoạt nhìn không nhanh không chậm nhưng động tác lại nhanh hơn bình thường không ít hắn vẫn là lý trọng không chút hoang mang kia đối với thiên phú từng đổi mới lúc trước trong lòng cũng có suy đoán xem ra lúc trước dùng qua kỹ năng có thể dùng chỉ là cái giá phải trả có thể chính là thể lực cùng tinh thần tiêu hao về phần tại sao lại hôn mê có thể chính là thể lực cùng tinh thần không đủ đây mới là hắn ngủ thẳng đến lúc này nguyên nhân là thân thể đối với hắn thân thể bảo hộ lúc này đệ tử cùng kỳ với lý trọng hôm nay cũng đặc biệt dậy sớm giống như là ngày cuối cùng nọc bài tập luôn thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc trong lòng bọn họ cũng là cảm giác kinh ngạc như thế nào không thấy lý trọng chẳng lẽ lý trọng buông tha đã rời khỏi võ quán hay là thẩm sở nghiên hứa hẹn gì với hắn ai cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa lý trọng và trầm sở nghiên tương đối tốt vạn nhất thẩm sở nghiên cầu tình, tin tưởng lấy bộ dáng quán chủ sủng ái nữ nhi, lý trọng cũng có thể là không thành vấn đề. Nhiều nhất chính là lý trọng yếu chịu đựng chỉ trích của đệ tử khác. Tin tưởng đến lúc đó, hẳn là sẽ có rất nhiều đệ tử muốn tìm lý trọng phiền toái. Chỉ là ở trong võ quán, nghiêm cấm tự mình tỷ đấu. Quy nghiêm của quán trưởng vẫn còn, môn hạ đệ tử không dám lỗ mãn. Đệ tử tiến hành nửa ngày cuối cùng, chỉ là thời gian tu luyện thoáng qua rồi biến mất trời xanh mây tạnh mùa hè nắng chói chang đảo mắt đã đến giờ thìn trường sinh võ quán ngoại môn đệ tử luyện võ trường kiểm tra quán chủ đã chính thức bắt đầu lý trọng vẫn không tới có chút học đồ đã lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa tiểu tử này lại dám đến muộn chẳng lẽ là buông tha quả nhiên tu luyện võ đạo vẫn phải dựa vào thiên phú Thiên phú của bọn họ lại mạnh hơn Lý Trọng. Nếu không người này lý trọng cố gắng như vậy, làm sao còn không thể đạt tới điều kiện tu luyện vạn thú quyền. Vì thế trong lòng mấy người đã đắc chí. Mặc cho diện mạo ngươi so với Phan An, thiên phú không được cũng là phế vật. Ngay lúc đắc ý, Lý Trọng mới chậm rãi đi vào luyện võ trường. Chỉ là so sánh với còn lại học đồ mồ hôi đầm đìa, Lý Trọng liền có vẻ càng thêm phong lưu phóng khoáng. Y quan chỉnh tề, không vội không nóng đệ tử chung quanh nhìn thấy lý trọng đều sửng sốt không nghĩ tới hắn thật sự là đến muộn mà không phải bỏ cuộc mà thẩm sở nghiêng lúc trước cũng hết nhìn đông tới nhìn tây mặt mang theo lo lắng trong lòng không khỏi oán giận lý trọng sao còn chưa tới chẳng lẽ là buông tha không đâu hôm qua không phải nói đã đủ tư cách rồi sao hôm nay nghe nói cũng không dậy sớm tập thể dục Lúc này trong lòng Thẩm Sở Nghiên cũng bắt đầu lo lắng cho Lý Trọng. Nhìn thấy Lý Trọng xuất hiện tại luyện võ trường, mới thở ra một hơi, giãn mặt cười vui. Tên này thật đúng là tâm đại. Bất quá một ngày không tham gia luyện tập sớm cũng có thể, một trương một thả, hắn đã cố gắng lâu như vậy, thỉnh thoảng một ngày cũng có thể dễ dàng tha thứ. Thẩm Sở Nghiên đã sớm tìm được lý do trong lòng hắn. Lại liếc mắt nhìn phụ thân, thấy được Thẩm Thường uy sắc mặt như thường. Nặng nề thở ra một hơi May mắn phụ thân không đuổi Lý Trọng ra ngoài Thẩm thường uy bên kia liếc mắt nhìn Lý Trọng Nặng nề hừ một cái Biểu đạt bất mãn Hắn cũng nghe được tin đồn gần đây Trong lòng đối với tiểu tử này Thấy thế nào cũng không vừa mắt Hắn không thích nhất lười biến người Uu đọc sách www.ukansu.net này Lý Trọng vậy mà ngủ thẳng đến lúc này mới dậy Điều này làm cho trong lòng hắn đối với Lý Trọng ấn tượng đầu tiên. Đồ lười biếng. Lát nữa thế nào cũng phải cho hắn chút màu sắc nhìn xem. Lý Trọng thông thả đi tới cuối đội, một bộ dáng không nhanh không chậm. Chờ chủ quán kiểm tra thân thể. Mà phương thức kiểm tra đo lường, chính là quán chủ bắt đầu sờ xương, đẩy thịt cùng thăm gân, nhìn xem xương cốt đệ tử, cơ bắp cùng gân cốt rèn luyện như thế nào. Có thể đạt tới tiêu chuẩn võ giả hay không? đạt tới là có thể thuận lợi tiến vào nội môn, không đạt tới sẽ bị trục xuất trường sinh vũ quán. Nếu như ba tháng này còn chưa đạt đến điều kiện, người này cũng có vấn đề, hoặc là lười biếng, hoặc là ngộ tính không được, hoặc là căn cốt không được vân vân. Tóm lại là không thích hợp tiếp tục ở lại trường sinh vũ quán. Lúc này, trầm sở nghiêng nhìn về phía Lý Trọng, cho hắn một ánh mắt dò hỏi. Rất tò mò vì sao hôm nay Lý Trọng dậy muộn như vậy bình thường không phải giờ xấu rời giường sao? Lý Trọng cùng trầm sở nghiêng đối diện, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười này, mang theo thông dông, tự hồ tất cả đều nằm trong tay hắn. Lúc này, sư huynh đệ bên cạnh cũng thấy được ánh mắt trầm sở nghiêng, ánh mắt không khỏi phóng tới trên người Lý Trọng. Chẳng lẽ sư muội coi trọng bộ dạng của hắn? Tiểu tử này thoạt nhìn cũng không tốt như sư muội nói. Ở trong miệng của nàng, Lý Trọng là cái trầm ổn, mỗi khi đại sự có tỉnh khí người, một vị thoạt nhìn chính là làm đại sự người. Mà chính là người như vậy trong miệng sư muội lại tạm thời rất xích. Trễ giờ kiểm tra rồi. Điều này làm cho trong lòng bọn họ cũng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ sư muội bị tình yêu làm cho mê muội đầu óc? Mấy đệ tử nội môn cũng không khỏi đánh giá lý trọng. Chương không ba Quán chủ thẩm thường uy Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đệ tử phía trước, có người thông qua, có người không thông qua. Không thông qua, tiền giao cũng sẽ không trả lại. Dù sao ăn ở đều ở võ quán, ăn chính là thịt yêu ma, những thứ này đều là phí tổn chi tiêu. Người đi qua sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Lúc này đệ tử, liền cần mỗi tháng nộp 200 lượng tiền tài, đến duy trì võ quán sinh hoạt. Thông qua khảo hạch thi tháng, sẽ có được cơ hội tiến vào nội môn. Trở thành nội môn đệ tử càng là cần mỗi tháng nộp một ngàn lượng. Đương nhiên một phần là nghề nghiệp của võ quán, nhưng đại bộ phận chi tiêu kỳ thật chính là thức ăn mỗi ngày ăn. Võ giả bình thường ăn không phải đồ ăn bình thường, mà là thịt yêu ma. Như vậy mới có thể duy trì nhu cầu thân thể mỗi ngày. Nếu như thân thể không được bổ sung, sẽ tinh huyết xong thiệt, ngược lại mất nhiều hơn được. Mà võ giả bình thường kiếm tiền phương thức, chính là đi săn giết yêu ma, truy sát cái khác tà môn võ giả, hoàn thành quỹ thác nhiệm vụ vân vân. Thỉnh thoảng cũng có ma quỷ vào thành. Nhà môn sẽ tuyên bố nhiệm vụ tiền thưởng, bắt những yêu ma này, võ giả lại đi nha môn tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này, từng võ đồ đi qua, bị quán chủ sờ soạn một phen. Theo có người vui mừng, có người buồn. Chỉ chốc lát, đã đến phiên Lý Trọng, mà phía sau hắn đã không có người. Lúc này Thẩm Thường uy liếc mắt nhìn Lý Trọng, sau đó đôi tay đầy vết chai kia tùy ý bắt đầu sờ về phía xương cốt gân mạc và cơ bắp của lý trọng bàn tay thô ráp đặt ở trên người lý trọng thẩm thường uy vốn còn thờ ơ biểu tình trong nháy mắt ngưng tụ thẩm thường uy lại bắt đầu sờ lên từ đầu những đệ tử xung quanh muốn xem lý trọng náo nhiệt trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc lý trọng này sao lâu như vậy bọn họ không chỉ sờ một cái liền biết lấy lý trọng vẫn tu luyện trường sinh quyền không phải nên bị lập tức đuổi ra trường sinh vũ quán sao vừa nhìn đã biết là không đạt tới tiêu chuẩn tu luyện vạn thú quyền chẳng lẽ thiên kim võ quán thẩm sở nghiêng thật sự giúp hắn cầu tình lúc này trong lòng thẩm thường uy cũng tràn ngập nghi hoặc không đúng thật sự không đúng xương cốt gân mạc và cơ bắp của tiểu tử này không thích hợp a à? sao có thể là bộ dáng này thẩm thường uy lại nhìn về phía lý trọng Lúc này trong mắt mang theo ngưng trọng, cặp bàn tay to kia vuốt ve càng thêm cẩn thận, tự hồ là muốn đem thân thể lý trọng dị thường lấy ra. Chẳng lẽ là uống thuốc cấm gì? Có một ít cấm dược dưới tình huống thương tổn thiên phú, quả thật có thể đề cao tốc độ tu luyện. Chỉ là thân thể cũng sẽ lưu lại ám thương, thậm chí có chút sẽ tổn hại thọ nguyên. Đây là lệnh cấm của trường sinh vũ quán. Thông qua kiểm tra đo lường, cũng có thể kiểm tra đo lường ra thân thể sẽ xuất hiện ám thương cơ bắp rèn luyện không đều các loại tình huống lúc này lý trọng lại sắc mặt trầm tĩnh nhìn về phía quán chủ hỏi ta có thể hay không tiến vào cửa ngoài hắn biết hắn hẳn là đạt tiêu chuẩn chỉ bằng vào hắn đối với thân thể hiểu rõ thân thể của hắn đã so với đại bộ phận người mạnh hơn thẩm thường uy lại dựng thẳng một bàn tay lớn ngăn cản lý trọng tiếp tục hỏi vẫn vuốt ve thân thể lý trọng lúc này thẩm sở nghiêng trọng tâm của đôi chân thẳng tắp tròn trịa kia lại dời tới dời lui ánh mắt gắt gao nhìn về phía lý trọng và phụ thân phụ thân thật sự là chạm vào đó lâu như vậy mà không nói gì thật sự là gấp chết người lý trọng bên này lại sắc mặt như thường nếu quả thật là không cho hắn thông qua vậy chỉ có thể là những người khác vấn đề mà không phải vấn đề của hắn hoặc là quán chủ kiến thức nông cạn hoặc là cố ý bị người nhầm vào các loại nguyên nhân. Nếu là như vậy, hắn cho dù gấp cũng vô dụng. Ngược lại dễ dàng trở thành nhược điểm cho người khác đáng đo. Dù sao cố ý đáng đo, nhất định đừng có cầu xin. Lý Trọng hắn không muốn bị người quản chế, không bằng sớm thoát thân. Lý Trọng nghĩ như vậy, rốt cục thẩm thường uy kiểm tra cũng kết thúc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Trọng mang theo kinh ngạc, sau đó liền biến thành sắc mặt vui mừng nói với hắn sau khi kiểm tra kết thúc đi theo ta ta có việc tìm ngươi nói xong xoay người nhìn về phía đệ tử bên cạnh tên đệ tử này cũng tuyên bố kiểm tra chấm dứt người thông qua giao tiền người không thông qua đã bắt đầu trục xuất lý trọng sắc mặt như thường gật đầu trong lòng cũng có suy đoán hẳn là căn cốt của hắn làm cho hắn khiếp sợ lúc này thẩm thường uy nhìn về phía lý trọng ánh mắt mang theo tán thưởng quả nhiên giống như là nữ nhi nói, mỗi khi đại sự có tỉnh khí. Khí độ trầm ổn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đệ tử chung quanh nhìn về phía Lý Trọng, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Sư huynh trương nghị đạt của thẩm sở nghiên lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra Lý Trọng này không đơn giản. Ánh mắt sư mùi không tệ. Nếu như thiên phú không được, sư phụ mới lười phản ứng, trực tiếp đuổi ra trường sinh vũ quán là được tiết kiệm lãng phí môi lưỡi. Như vậy gọi hắn vào phòng, sợ là lý trọng này có chỗ nào hơn người. Cho dù không phải thiên phú hơn người, cũng là có thiên phú đặc biệt. Lúc này, những võ đồ không có trở thành đệ tử chính thức, cũng là từng cái lộ ra thần sắc ghen tị. Dựa vào cái gì một người dựa vào nữ nhân lại có thể được quán chủ ưu ái. Trong lòng bọn họ tràn ngập suy đoán ác ý. Coi như là tin tưởng lý trọng dựa vào nữ nhân cũng không tin Lý Trọng thật sự thiên phú kinh người. Nếu đó là sự thật, nó sẽ khiến họ khó chấp nhận hơn. Chỉ là rất đáng tiếc, đại bộ phận học đồ đều bị đuổi ra trường sinh vũ quán. Chỉ có một số ít trở thành đệ tử ngoại môn. Lý Trọng bởi vì là người cuối cùng. Thẩm thường uy kiểm tra xong, liền trực tiếp đi về phía hậu viện. Lý Trọng ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, luôn kém ba cái vị trí. Một khoảng cách lịch sử. Chờ tiến vào phòng, thẩm thường uy cầm lấy trà trên bàn, rót cho mình một chén sau, mới chậm rãi đưa tới bên miệng. U U đọc sách su ukansu net theo một ngụm nước trà vào bụng, nội tâm kích động kia cũng bình ổn một chút. Trong lòng cũng không khỏi cảm thán vẫn là tu hành không đủ. Chỉ là lý trọng này quả thực làm cho hắn chấn động. Sau đó nhìn về phía lý trọng, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi hẳn là còn đang tu luyện trường sinh quyền. Lý Trọng gật đầu, hắn từ sau khi tiến vào trong lòng đã có dự liệu. Quán chủ này hẳn là phát hiện thân thể hắn khác thường. Lúc này, Lý Trọng nhìn về phía cửa phòng mở ra. Trên mặt thẩm thường uy lộ ra tán thưởng. Không sai. Đóng cửa lại, làm một tân võ giả phải hiểu được đạo lý, một tú vu lâm, phong tất tội. Đại bộ phận võ giả đều chết vì bại lộ ác chủ bài quá sớm. Lý Trọng đầu tiên là chậm rãi đóng cửa lại, sau đó mới luyện tập trường sinh quyền chỉ thấy dưới sự thi triển của lý trọng trường sinh quyền cũng không giống như là nguyên bản nhanh chóng ngược lại là có chút chậm mà động tác giống như nhàn nhã như đi bộ có vẻ thành thạo theo từng chiêu từng thức triển khai trước mặt thẩm thường uy hai mắt lộ ra một mạc tinh quang vốn vừa mới bình ổn tâm tư lại một lần nữa bị quấy rầy đây là trường sinh quyền cấp phản phát quy chân công pháp tu luyện bình thường chia làm năm cấp bậc sơ khai hơi có tiểu thành thông hiểu đạo lý, lô hỏa thuần thanh, phản phát quy chân. Không nghĩ tới tiểu tử này may mắn như vậy, lại để cho hắn đem trường sinh quyền ngộ đến trình độ phản phát quy chân. Trách không được thân thể lý trọng rèn luyện hoàn mỹ như thế, cho dù là hắn cũng chỉ là trình độ lô hỏa thuần thanh, mà phản phát quy chân lại cần cơ duyên, tỉ như đốn ngộ vân vân. Hắn cho rằng lý trọng đã ngộ ra, cho nên mới có trường sinh quyền hiện tại. Nhìn từng chiêu từng thức triển khai, hai mắt thẩm thường uy lúc này cũng bất chấp trầm ổn, chỉ có mừng như điên. Bởi vì chỉ có anh ta biết điều đó có nghĩa là gì. Chương 04 Về nhà thăm người thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lúc này, ngoài cửa lại có thêm một thân ảnh, chỉ thấy thân ảnh này dán lỗ tai lên khung cửa. Thân hình uốn lượn càng làm cho dáng người hoàng mỹ của nàng lõm ra một đường công ngạo nhân làm cho người ta có loại cảm giác nhà ta có nữ nhi mới trưởng thành. Nàng này chính là trầm sở nhiên lo lắng, cũng không biết thế nào. Lý Trọng có vượt qua kiểm tra hay không? Nếu như thật sự không được, nàng liền khuyên nhủ phụ thân để cho Lý Trọng thông qua khảo thí. Nàng còn không biết trong phòng thẩm thường uy khiếp sợ. Lý Trọng lúc này lại không có bị bất kỳ quấy rầy, như trước làm từng bước, tinh chuẩn thi triển trường sinh quyền động tác của hắn tuy rằng chậm chạp lại kéo dài không dứt sinh sôi không ngừng tận lực trường sinh chân ý điều này lại làm cho thẩm thường uy nhìn cao vài lần chỉ bằng vào trời sập xuống cũng từng bước từng bước khí độ khiến cho thẩm thường uy cũng có cảm giác lý trọng không phải vật trong ao đợi đến khi lý trọng diễn luyện xong một lần mới chậm rãi phun ra một ngùng trọc khí thẩm thường uy đối diện lúc này cũng tỉnh táo lại sao hôm nay lại trễ Lý Trọng đã sớm nghĩ ra cái cớ. Tối hôm qua cảm ngộ vạn thú đồ quá muộn, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Thẩm thường uy gật đầu. Vạn thú đồ bản thác ấn, kỳ thật là chuẩn bị cho những đệ tử ngộ tính trác tuyệt. Nếu đệ tử ngộ tính trác tuyệt, không chừng có thể thông qua thác ấn bản vạn thú đồ cảm ngộ ra chân ý vạn thú. Cho dù là căn cốt không được tốt lắm. Đệ tử như vậy, cũng có thể phá lệ thu. Một hàng thiên phú đỉnh cấp còn lại thiên phú cũng không quá trọng yếu. Thế giới này có rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể tăng lên căn cốt có rất nhiều. Mà thiên tài địa bảo tăng lên ngộ tính lại cực kỳ thưa thất. Mà đại bộ phận đệ tử cũng không có kiên nhẫn cùng kiên trì kia, chỉ qua loa cho xong. Dù sao cho ngươi nhìn chầm chầm một tấm bản đồ một giờ, đây tuyệt đối là tra tấn đối với bọn họ. Cũng chỉ có lý trọng ông nhiệt tình học võ thật lớn mới có thể kiên trì được. Thẩm Thường Uy cũng thật không ngờ Lý Trọng lại nghiêm túc đối đãi như vậy. Lúc này Thẩm Thường Uy nhìn về phía Lý Trọng ánh mắt lại càng ngày càng hài lòng. Thẩm Sở Nghiên ngoài cửa nghe bên trong vẫn không đi vào vấn đề chính, trong lòng đã sớm khẩn cấp. Chỉ thấy nàng trực tiếp đẩy cửa đi vào, nói với Thẩm Thường Uy: "Cha, rốt cuộc thiên phú của Lý Trọng thế nào?" Lý Trọng và Thẩm Thường Uy đều không cảm thấy kinh ngạc. Thẩm Sở Nghiên cũng không cố ý thu liễm khí tức lý trọng sớm đã phát hiện ra ngoài cửa có gì khác thường về phần thẩm thường uy lúc thẩm sở nghiêng trốn ở cửa nghe lén cũng đã phát hiện thẩm thường uy lộ ra nụ cười nói ngươi a à, khi lý trọng tiến vào gian phòng này thời điểm ngươi nên đoán được kết cục thẩm sở nghiên sửng sốt một chút sau đó cũng bừng tỉnh đại ngộ nàng chỉ là quan tâm thì loạn mà không phải ngốc nếu quả thật không vượt qua kiểm tra lý trọng đã sớm bị đuổi ra khỏi võ quán làm sao sẽ theo phụ thân tiến vào gian phòng nàng ngày hôm qua tin tưởng lý trọng lời nói cũng không có tới cầu tình chỉ là hôm nay dưới tình thế cấp bách mới có thể không có phát hiện về phần thẩm thường uy lúc này đã sớm bỏ đi ý định muốn cho lý trọng điểm sắc mặt hắn trầm thường uy chưa bao giờ nói qua những lời này cũng chưa bao giờ nghĩ như vậy hắn làm sao có thể là một người tùy ý đắn đo đệ tử thẩm thường uy ở trong lòng giải thích như vậy lý trọng lúc này trong lòng suy nghĩ cũng là về đến nhà đem tin tức tốt này nói cho bà nội lý trọng từ nhỏ đã sinh hoạt ở lưu tiên thành chưa từng gặp qua cha mẹ là bị bà nội nuôi lớn mặc dù không phải thân sinh nhưng mỗi khi nhớ tới trong lòng lại ấm áp lý trọng xin nghỉ nửa ngày về tới nhà nghĩ tới bà nội nếu biết hắn lưu lại trường sinh võ quán không biết có bao nhiêu cao hứng khóe miệng cũng không khỏi dương lên độ công đó là sân phía nam thành phố lý trọng đi tới phía nam thành một đạo thân ảnh từ sân nhà mình phương hướng chạy ra lý trọng kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ này tiểu lượng tiểu lượng nhìn thoáng qua lý trọng do dự một chút sau đó nói trọng ca trước không nên về nhà lý trọng tâm kinh ngạc không đợi lý trọng tiếp tục truy hỏi tiểu lượng đã kinh hoảng trực tiếp chạy đi Lúc này trong lòng Lý Trọng mơ hồ có bất an. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện? Chỉ chốc lát, đã đi tới cửa nhà, nhìn cái sân quen thuộc này. Tường đỏ ngói xanh dạt vào. Lúc này trong viện lại vô cùng yên tĩnh. Còn đại hoàng thì sao? Còn gà việc thì sao? Sao lại không có tiếng động? Lý Trọng cẩn thận đi vào sân, lúc này trong sân đã là tràn diện hỗn loạn không chịu nổi, các loại vật phẩm rơi lạ tả đầy đất, làm cho người ta không thể nào đặt chân. Lý trọng tâm bất an càng sâu. Đi được vài bước vào trong phòng thì không thấy bà nội đâu nữa. Lúc này trong phòng đang có ba người cướp đoạt ngân lượng trong phòng. Lý trọng lại lớn tiếng trách hỏi. Các ngươi là ai? Mấy người lúc này mới xoay người lại, nhìn về phía tiểu tử Lý Trọng. Ngươi là ai? Lý Trọng nhìn cách ăn mặc này, mặc kinh phục màu xám cùng với ngực theo đầu sói màu đỏ, trong lòng Lý Trọng Tâm cũng có suy đoán. Các ngươi là huyết lang bang phía Nam Thành. Lúc này người cầm đầu đi ra, liếc về phía Lý Trọng. Đã biết huyết lang bang chúng ta, còn không đem tiền tài lấy ra, tiết kiệm mất tánh mạng. Chúng ta huyết lang bang chỉ cầu tài, nhưng là nếu có người trở ngại, giết người cũng là chuyện thường có. Nói xong trong ánh mắt mang theo trêu tức nhìn về phía Lý Trọng. Muốn từ trên mặt Lý Trọng nhìn ra sợ hãi người này đã sớm đánh giá lý trọng, không có yêu bài của võ quán. Hẳn không phải là võ giả. Bình thường võ quán đều sẽ đem yêu bài trực tiếp đeo ở trên lưng, coi như là ít chút phiền toái, kinh sợ đạo chích. Lại không biết Lý Trọng hôm nay vừa thông qua võ quán kiểm tra, còn không có lấy được yêu bài. Lúc này mấy người đánh giá Lý Trọng, Lý Trọng cũng đang đánh giá mấy người. Bước chân phù phiếm, uu đọc sách www.ukansu.net tứ chi vô lực thoạt nhìn hẳn là không có tu luyện qua võ công. Có thể đối phó. Tiểu tử. Nói người đó. Đem tất cả tiền đều lấy ra. Nói xong lại đi tới, trong tay đã xuất hiện một thanh chủy thủ sắc bén, lóe ra hàng quang. Nhìn động tác nước chảy mây trôi này, không phải lần đầu tiên dùng đao uy hiếp. Đối với người bình thường mà nói, ba thanh chủy thủ đã hoàn toàn có thể uy hiếp đến người. Phía sau hai người cũng lấy ra hai thanh chủy thủ, từng bước một hướng Lý Trọng tới gần. Lý Trọng đợi đến người cầm đầu đi đến phạm vi công kích của hắn, trực tiếp không có nói nhảm, tiên hạ thủ vi cường. Chỉ thấy tay Lý Trọng bỗng dưng xuất thủ, một quyền đánh vào mặt người cầm đầu, sau đó một cước đi theo, chủy thủ trên tay đã bị Lý Trọng đá bay. Hai người còn lại đầu tiên là sửng sốt, kinh ngạc với quả cảm của Lý Trọng. Nhưng cũng chỉ sửng sốt một hồi liền kịp phản ứng, lập tức cầm lấy chủy thủ phát đến trước ngực, trong ánh mắt đã không còn thờ ơ như vừa rồi. lúc này bọn họ hết sức chăm chú nhìn chầm chầm vào thân hình lý trọng. lý trọng nhìn thấy bộ dáng của hai người, biết đánh lén là vô dụng. một bầu nhiệt huyết qua đi, tâm tình bình tĩnh trở lại. trong lòng cũng có khiếp ý, từng bước lui về phía sau, thẳng đến sau lưng đụng phải bàn ăn. dù sao chưa bao giờ cùng người tranh đấu qua, nhiều nhất chính là hai đồng thời điểm đánh nhau, đây mới là lần đầu tiên cùng người đánh nhau hắn biết đã lui không thể lui. Hai người đã hết sức chăm chú, mà hắn tay không tất sắc. Không cẩn thận sẽ thấy máu. Hắn hiểu được nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như chậm, một cái khác kịp phản ứng, khả năng chính là ba đánh một. Đến lúc đó tình huống sẽ càng thêm bất lợi. Tuy rằng Lý Trọng trong đầu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong khoảnh khắc, Lý Trọng cũng đã hạ quyết tâm. Chương 05 Huyết lang Bang cùng nải nải bạn đang nghe tại truyện chấm audio chỉ thấy mấy người hắn bước nhanh lui về phía sau cái bàn trong tay dùng sức vung lên cái bàn phía sau theo động tác của lý trọng bay lên trời xoay tròn bay về phía hai người chính xác lý trọng đương nhiên sẽ không lựa chọn xông lên mà là lựa chọn mạnh mẽ ra kỳ tích ném cái bàn phía sau chia chiến đấu thành hai khối vừa rồi sau lưng đụng phải cái bàn lý trọng tâm đã có chủ ý hai người nhìn thấy bàn tròn cấp tốc bay tới, biết bị đập không chết cũng bị thương, ánh mắt lập tức xuất hiện hoảng loạn, lập tức né tránh. Không biết tiểu tử này lấy đâu ra khí lực lớn như vậy. Chiếc bàn tròn đụng vào giường và phát ra tiếng nổ âm âm. Một cái bàn chân hoàn toàn gãy mất. Mà lúc này hai người sau khi bay qua bàn, chia làm hai bên. Lý trọng theo cái bàn, hướng về bên trái người chạy đi, nhắm ngay người này cổ tay chính là một cái đá lên giày của Lý Trọng chạm vào cổ tay người này, cũng không có một tia đình trệ. Cổ tay bị kéo bay lên trên, chủy thủ trong tay không thể khống chế bay ra ngoài. Răng rắc. Đó là tiếng xương cổ tay vỡ vụn. Sau đó liền nghe thấy. Bá. Khờ. Sau hai tiếng, chủy thủ xoay tròn đâm vào cửa sổ gỗ. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một gót chân khác của Lý Trọng đạp lên ngực hắn. Ca xương ức vỡ vụn. Sau đó liền cảm giác thân thể không thể khống chế bay lên. Đập mạnh vào tường. Lúc này, người bên phải đã cầm chủy thủ vọt về phía hắn. Lý Trọng không có dừng lại, trực tiếp lại là một cước, một cái quét đường chân đá về phía người cuối cùng chân. Răng rắc. Lại là tiếng xương gãy, chỉ bất quá lần này đổi thành cổ chân. Ca. Thình thịch. Sau hai tiếng vang, cả người đã ngã trên mặt đất đứng không dậy nổi xương đùi hai chân hiện ra vặn vẹo dị thường lúc này người cầm đầu đã chậm lại ánh mắt nhìn về phía lý trọng mang theo sợ hãi người dĩ nhiên là võ giả hắn cũng phát hiện lần này có thể đá trúng tấm sắt mấy người cũng không nghĩ tới lý trọng trực tiếp như thế bọn họ vốn còn muốn phóng điểm ngoan thoại nhưng là trực tiếp trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt lúc này bọn họ nhìn về phía lý trọng đã tràn ngập sợ hãi sắc mặt đã biến trắng bệch. Lý Trọng nhìn về phía ba người, chậm rãi mở miệng. Nếu lại để cho ta ở trong viện nhìn thấy các ngươi, cũng đừng nghĩ còn sống đi ra khỏi viện này. Mấy người vội vàng đỡ chạy. Lý Trọng mắt nhìn mấy người đi ra ngoài, hắn biết sự tình còn chưa xong, chỉ là tạm thời uy hiếp những người này. Chỉ là nếu như dết có thể liền triệt để đắc tội huyết lan ban, hắn ngược lại không có vấn đề gì, ngược lại là bà nội sẽ bởi vậy gặp nạn như vậy cũng rất tốt chỉ là kinh sợ lúc này lý trọng lại bắt đầu tìm bà nội chẳng lẽ là đi ra ngoài hoặc là lý trọng đã không dám tưởng tượng trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận vẫn là kinh nghiệm không đủ sớm biết vậy đã tìm được những người đó tra khảo một phen bà nội lý trọng nhìn chung quanh vừa hô vừa tìm thân ảnh quen thuộc kia nhưng vào lúc này, một cổ kình phong từ sau đầu đánh úp lại, Lý Trọng bản năng chính là tránh đi. Chỉ thấy một gáo nước đánh tới Lý Trọng trên bả vai, tuy rằng uy thế rất đủ, nhưng là không nặng, rất rõ ràng thu lực. Lúc này, Lý Trọng có thể cảm nhận được thân ảnh quen thuộc phía sau, vẫn cường tráng như cũ. Nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Phía sau quả nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Quỷ kêu cái gì? Nãy nãy còn chưa chết đâu. Đi võ quán vài ngày, liền quên hết những gì nãy nãy dạy ngươi. Lý Trọng miệng cũng là thân bất do kỹ nói. Mỗi khi đại sự có tỉnh khí, không tin giờ này vô cổ hiền. Lý Trọng khẩn cấp xoay người lại, nhìn về phía sau. Liền nhìn thấy thân ảnh bà nội mặc dù còng xuống, nhưng vẫn khỏe mạnh như trước. Đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trên mặt khắc tra dấu vết năm tháng, nhưng hai mắt lại lấp lánh hữu thần. Nhìn thấy thân ảnh bình yên vô sự này lúc này lý trọng mới yên tâm trong lòng nặng nề thở ra một hơi bà nội nhìn về phía lý trọng trong ánh mắt mang theo nghi hoặc chẳng lẽ cháu của ta tiến vào võ quán thất bại nói xong đánh giá lý trọng trong ánh mắt mang theo nghi hoặc lý trọng nhìn về phía bà nội khóe miệng lộ ra nụ cười tôn nhi đã thành công tiến vào trường sinh võ quán đã là ngoại môn đệ tử rồi trở về chính là muốn nói cho nãi nãi tin vui này Nghe nói như thế, ánh mắt bà nội nhất thời sáng ngời, nói với hắn. Được. Được. Không hổ là cháu của ta. Lý Trọng lúc này mới hỏi. Đám người kia xảy ra chuyện gì? Lúc còn trẻ một cái kẻ thù, không nghĩ tới bị bọn hắn tìm tới nơi này đến. Bà nội nhìn thoáng qua Lý Trọng, cuối cùng thở dài một hơi nói. Bọn họ không phải là huyết lang bang sao? Chính là bang chủ huyết lang bang, vốn định trốn một chút thì không sao, không ngờ trùng hợp bị ngươi bắt gặp. Lý Trọng gật đầu, trong lòng nghĩ làm sao giải quyết chuyện này. Nếu như là cái này tiêu chuẩn, vậy hắn là không sợ, sợ chỉ sợ khả năng này huyết lan ban bên trong có vỏ giả. Nãy nãy nhìn thấy Lý Trọng không nói gì, ngược lại là tự mình nói. Hiện tại phiền toái, đắc tội huyết lan ban, kế tiếp có thể muốn tránh né một chút. Lý Trọng cũng có chút tự trách, vừa rồi tự hồ là lỗ mãn thảo tâm làm chuyện xấu đám người kia lấy danh nghĩa cầu tài kỳ thật là báo thù cướp tiền chỉ là chuyện thuận tiện nếu không gặp bà ngoại họ cũng sẽ bỏ đi sự xuất hiện của hắn cùng với ba người vừa rồi bị thương không chừng sẽ để huyết lan ban điều tra kỹ chuyện này không chừng sẽ tra được bà nội lý trọng nghĩ như vậy u u đọc sách có phải hay không tìm cơ hội đem kẻ thù này giết chết lúc này bà nội đã đoán được tâm tư của lý trọng hẳn là định gây phiền toái cho đám người này. Con đi tìm bọn họ, bà nội không ngăn cản con. Nhưng nhớ kỹ bà nội dạy con như thế nào. Tôn Nhi hiểu được. Bà nội lộ ra nụ cười, gật đầu cầu kỳ nhìn về phía Lý Trọng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Sau đó hai người trăm miệng một lời nói. Không ra tay thì thôi, ra tay tức tuyệt diệt. Sau khi nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau, hít mắt lại, khóe miệng kéo ra một độ cong giống như là một khuôn mẫu bên trong khắc ra vậy ta ở trong thôn tương đối quen thuộc ta đi hỏi thăm một phen huyết lang bang bà nội nhìn lý trọng trong ánh mắt mang theo bình tĩnh tự hồ một chút cũng không vì nguy cơ này mà cảm thấy sợ hãi vậy ta cũng đi võ quán hỏi thăm một chút nhìn xem có cái gì lợi hại võ giả ngày mai chúng ta lại hội hợp là một võ giả hắn cần biết đối diện có võ giả hay không biết thực lực của địch nhân, cũng biết lúc nào có thể cùng một trận chiến. Bà nội gật đầu, lộ ra nụ cười. Đối với an bài này rất là hài lòng. Ổn thỏa. Lý Trọng cũng cảm giác vô cùng quen thuộc, đây chính là bà nội của hắn, tuy rằng vẫn cảm thấy bà nội không đơn giản, nhưng bà nội vẫn là một bà lão bình thường, nhiều lắm chỉ là thông minh một chút. Trong đầu Lý Trọng nghĩ tới trầm sở nghiêng. Là con gái của chủ quán, nếu điều tra cái gì hẳn là vẫn rất nhẹ nhàng đi. Không chừng còn có thể kiếm một khoản tiền thưởng. Huyết Lang Bang gây họa một phương, không chừng đã sớm ở nha môn bên kia có lập hồ sơ, chờ võ giả đi tiêu diệt. Tìm cơ hội đi xem. Chương 06. Quyết Lang Bang. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Buổi chiều, Lý Trọng tại cơm tối trước chạy về tới trường sinh võ quán, nãy nãy cũng đi lão bằng hữu nhà trốn một chút hắn cũng là giao tiền bữa này cũng không thể bỏ qua thịt yêu ma đối với luyện võ trợ giúp thật lớn thẩm sở nghiên đang chán muốn chết chọc cơm thấy lý trọng đến hai mắt nhất thời sáng ngời lập tức phất phất tay với hắn lý trọng cũng là phát hiện trầm sở nghiên đi tới ngồi xuống bên cạnh vừa lúc hỏi thăm một chút chuyện của huyết lang bang chỉ thấy thẩm sở nghiên có chút kinh hỉ hỏi ngươi không phải về nhà sao ta cho rằng ngươi ngày mai mới có thể trở về. Lý Trọng gật đầu nói. Vốn là nghĩ như vậy, đáng tiếc đã xảy ra chút chuyện. Có chuyện gì cần tôi hỗ trợ cứ việc nói. Trầm sở nghiêng nhìn về phía Lý Trọng mang theo ánh mắt hỏi. Thật sự cần ngươi hỗ trợ. Ngươi giúp ta điều tra một chút huyết lang bang phía Nam Thành. Thẩm sở nghiêng nghe được huyết lang bang, phẫn nộ vỗ bàn một cái, đồ vật trên bàn đều chấn động, âm thanh rất lớn, thu hút sự chú ý của người chung quanh. Biểu tình vốn cười khanh khách trên mặt lập tức biến thành tức giận, cặp mắt linh động kia lóe ra ngọn lửa phẫn nộ, phản phất muốn đem hết thảy bất mãn cùng bất công đốt thành tro tàn. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này bởi vì phẫn nộ, nhiều hơn một cổ nhuệ khí. Đám người kia dám khi dễ trường sinh vũ quán chúng ta. Thật là đáng giận. Lý Trọng sửng sốt một chút, không nghĩ tới trầm sở nghiêng phản ứng lớn như vậy bất quá đây chính là thiếu nữ có tinh thần chính nghĩa bùng nổ kia nếu không cũng sẽ không cùng lý trọng nhận thức nếu chỉ vì vẻ ngoài dịu dàng của cô mà cảm thấy cô là một người dễ bắt nạt vậy thì mười phần sai lý trọng liền đem sự tình đại khái cùng trầm sở nghiên nói một chút lúc này nghe được lý trọng tự thuật trầm sở nghiên vốn còn tức giận lại trong nháy mắt nhục chí trong hai mắt mang theo không cam lòng cô vốn cũng muốn nhận nhiệm vụ này nhưng bị cha ngăn cản quyết lang bang này nàng cũng quen thuộc nhưng chỉ có thể bất lực đám người này giống như cá chạch chạy đặc biệt nhanh vài nhóm người đi qua đều bị bọn họ nhận được tin tức liền trốn đi đệ tử trường sinh vũ quán chúng ta cũng có người ở nha môn tiếp nhiệm vụ tiền thưởng này lại không công mà lui thật sự không biết đám người này rốt cuộc trốn ở nơi nào đêm nay ta liền hỏi cha hắn hẳn là biết chút gì đó lý trọng gật đầu lâm vào trầm tư nghe có vẻ hơi rắc rối vậy trong đám người này có võ giả không trầm sở nghiêng gật đầu nói võ giả hẳn là có vài tên nhưng là nghe mấy cái sư huynh nói võ giả hẳn là không nhiều lắm trong đó còn có rất nhiều võ quán khí đồ đều gia nhập bên trong nếu như là ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút chính là yêu bài của trường sinh vũ quán tấm yêu bài này chứng minh thân phận ngoại môn đệ tử của hắn tuy rằng thẩm thường uy sớm có dự định thu lý trọng vào thân truyền đệ tử nhưng nghĩ tới trường sinh quyền của lý trọng thẩm thường uy cuối cùng vẫn quyết định làm từng bước tiết kiệm tùy tiện cho hắn trường hợp đặc biệt để cho lý trọng lâm vào phiền toái vẫn là tám chữ kia một tú vu lâm phong tất tồi chi võ đồ chỉ tu luyện trường sinh quyền lập tức trở thành đệ tử thân truyền cho dù là đệ tử lại tôn sư trọng đạo trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái tiếp theo quấy rầy lý trọng tu luyện lý trọng tiếp nhận bản hiệu lúc này bên cạnh một cái đệ tử nhưng là đi tới nhìn về phía lý trọng đối với hắn không người thi lễ xin chào tôi là trương nghị đạt trương gia đến từ lưu tiên thành trương nghị đạt đã sớm muốn tới làm quen một chút có thể khiến sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa hắn vẫn rất muốn làm quen kết giao một phen hắn là một trong số ít người thông minh lý trọng này tuyệt đối không đơn giản lý trọng gật đầu kinh ngạc nhìn về phía trương nghị đạt lúc này thẩm sở nghiêng nhìn về phía trương nghị đạt nói đây là sư huynh của ta là một trong những đệ tử thân truyền của cha lý trọng gật đầu cũng đồng dạng thi lễ lý trọng lý trọng cũng đoán được nguyên nhân vì sao trương nghị đạt tới lấy lòng hẳn là nhìn ra chút gì đó. Mà chuyện của huyết lang bang, một người không có cách nào giải quyết. Đệ tử thân truyền này, không chừng có thể trở thành một đại trợ lực. Mối quan hệ của người lớn, thường bắt đầu từ lợi ích. Lý Trọng đã sớm qua tuổi xử trí tình cảm. Người này cũng có mục đích khác. Có thể làm cho sư phụ đều cảm giác kinh nghi, nhất định không đơn giản. Trương Nghị Đạt không có che giấu mục đích của mình, mà là mang theo thẳng thắn thành khẩn hắn chính là coi trọng thiên phú của Lý Trọng. Quả nhiên, người này thật sự hiểu được ý đồ của Thẩm Thường Uy. Lúc này, Thẩm Sở nghiêng bên cạnh nhìn thấy Trương Nghị Đạt, hai mắt sáng ngời. Vừa vặn, ngươi cũng đã làm cái này tiền thưởng nhiệm vụ, ngươi nói cho hắn nói cái này huyết lan ban sự tình. Trong lòng Trương Nghị Đạt đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt xuất hiện nghi hoặc. Cái này tiền thưởng nhiệm vụ nhưng là cần kinh nghiệm phong phú võ giả mới được, hơn nữa đơn độc một cái võ giả còn không được. Bất quá cũng chỉ là sửng sốt một hồi, rất nhanh liền phản ứng lại. Ta khuyên ngươi không nên nhận nhiệm vụ này. Huyết lang bang này rất phiền toái, không đơn giản như bên ngoài. Nói như thế nào? Lý Trọng nhìn về phía Trương Nghị Đạt. Nhóm người này hẳn là có bọn họ độc hữu tiếp bàn phương thức, ta trước tra được, chính là những người này bên trong, đều là dựa vào huyết lang sĩ liên hệ, cái này huyết lang sĩ không phụ trách ra mặt, mà là trốn ở chỗ tối, giống như là này huyết lan ban tuyến đồng dạng, đem những này độc lập ban chúng cho sâu chuỗi lại. Lý trọng điểm đầu lâm vào trầm tư, trong lòng đã nắm chắc nhóm người này. Căn cứ vào tình báo của thẩm sở nghiên và trương nghị đạt, hẳn là hắn tạm thời không thể đối phó. Vô luận là phương diện vũ lực hay là phương diện tình báo đều có khiếm khuyết. Mà mục đích của hắn là một chiêu tuyệt diệt có thể mất nhiều tháng chỉ là nghĩ đến bà nội chẳng lẽ lại đẩy bà nội vào nguy hiểm trong lòng cũng không khỏi bắt đầu rối rắm tháng này thiên phú là cường thân kiện thể nếu như tùy tiện tu luyện vạn thú quyền trong cơ thể chân khí chuyển hóa thành vạn thú chân khí tuy rằng vẫn có thể tiếp tục tu luyện nhưng là đối với hắn mà nói là manh mối cổ vũ dù sao trường sinh quyền căn cơ càng ổn về sau đi lại càng thoải mái mấu chốt nhất chính là cho dù là tu luyện vạn thú quyền, cũng không nhất định đánh qua được. Trên phương diện kinh nghiệm chiến đấu, cùng võ giả chân chính chênh lệch quá lớn. Huyết lang bang có võ giả. Một tháng này Lý Trọng Nguyên kế hoạch là tiếp tục củng cố căn cơ, tu luyện trường sinh quyền. Vạn thú quyền là đấu pháp, đối với thân thể trợ giúp không lớn. Húng chi trong lòng Lý Trọng còn có chờ mong, muốn lĩnh ngộ mộ một tia vạn thú chân ý, từ đó học tập chân chính vạn thú quyền mỗi tháng ngẫu nhiên thiên phú không chừng liền ngẫu nhiên đến đỉnh cấp ngộ tính một khi lựa chọn một thú mà tu luyện sau này sẽ tăng thêm một tia khó khăn cho tu luyện vạn thú quyền huống chi kinh nghiệm chiến đấu của hắn không đủ hiện tại đi tham dự chuyện này chính là sói vào miệng hổ có lẽ là nên cùng bà nội câu thông một chút trước mắt chỉ có thể tỏ địch lấy yếu lý trọng không khỏi nghĩ tới tối hôm qua mới đạt được thiên phú đối với thực lực Lý Trọng bức thiết muốn tăng lên. Chương 7 Cường thân kiện thể hiệu quả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trầm sở nghiêng nhìn về phía Lý Trọng nói Vậy nhất định phải cẩn thận một chút, nghe sư huynh nói huyết lang bang này vẫn có chút thực lực. Nghe được hai chữ này, Lý Trọng cùng Trương Nghị đạt đồng thời nhìn về phía trầm sở nghiêng. Thẩm sở nghiêng đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói. Ta nói là bà nội của Lý Trọng. Trương Nghị đạt cười mà không nói, hết thảy đều ở trong im lặng. Lúc này, Lý Trọng cũng là quay đầu, nhìn về phía Trương Nghị đạt nói: "Đa tạ, sau này có chuyện gì, cứ việc phân phó." Khóe miệng Trương Nghị đạt lộ ra nụ cười. Đây chính là nhân tình lui tới. Một lần đến một lần, không phải là quen thuộc sao? "Không có việc gì. Về sau có chuyện gì có thể tìm ta." Ở Lưu Tiên Thành, trương gia chúng ta vẫn còn có chút nền tảng lúc trương nghị đạt nói ra những lời này sắc mặt cũng không tự chủ xuất hiện một chút kiêu ngạo dù sao cũng là lưu tiên thành tam đại gia tộc lý trọng gật đầu lộ ra nụ cười thẩm sở nghiêng hừ một tiếng liếc mắt nhìn trương nghị đạt có chuyện gì chúng ta võ quán cũng có thể giải quyết không cần các ngươi trương gia xuất thủ trương nghị đạt sửng sốt một chút nhìn về phía thẩm sở nghiên, sắc mặt vốn đắc ý lập tức biến thành nịnh nọt. Có sư phụ xuất mã, đại bộ phận sự tình đều có thể giải quyết. Ngươi phải tin tưởng trường sinh võ quán. Người này nếu ở trong hoàng cung, tuyệt đối là một nhân tài hầu hạ hoàng thượng. Trương Nghị đạt hắn quả quyết sợ. Trương Nghị đạt biết lời của hắn, nói quá đầy, chọc tiểu công chúa mất hứng. Thẩm sở nghiêng vẻ mặt đắc ý ngẩng đầu lên buổi tối ta tìm phụ thân ta hỏi một chút xem có thể tạm thời giúp ngươi giải quyết vấn đề này hay không lý trọng nhìn về phía trầm sở nghiêng ánh mắt nhất thời sáng ngời nếu như có thể ổn định huyết lang bang vậy là không thể tốt hơn chỉ là trong lý trọng tâm lại không ôm hy vọng quá lớn dù sao cũng là báo thù mà không phải huyết lang bang bình thường gây sự trương nghị đặt bên kia nhìn về phía lý trọng lại nhìn trầm sở nghiêng lộ ra biểu tình như có điều suy nghĩ nhìn như vậy chỉ dựa vào quan hệ giữa lý trọng và trầm sở nghiêng đầu tư này có phải cũng có thể tăng thêm một chút hay không dù sao bối cảnh của lý trọng hắn đã sớm điều tra rõ ràng chính là cùng bà nội nương tựa lẫn nhau lúc này hỗ trợ chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi lúc này trong mắt hắn tinh quang chợt lóe một người không diệt được huyết lang bang này nếu như tập hợp mấy gia tộc hoặc là lực lượng vũ quán hẳn là vẫn có cơ hội lý trọng nhìn về phía trương nghị đạt đối với hắn chính là thi lễ sau này tất có trọng tạ trương nghị đạt lộ ra nụ cười ai bảo ta nhận ngươi người bạn này thẩm sở nghiêng nhìn về phía trương nghị đạt miệng lẩm bẩm đồ nịnh hót cô cũng đã sớm biết tính cách của trương nghị đạt sau khi cơm nước xong lý trọng liền khẩn cấp bắt đầu tu luyện trầm sở nghiên cũng ở bên cạnh luyện lên vạn thú quyền nàng đi cũng là luyện tập một thú một thú chỉ là so sánh với những người khác vạn thú quyền của nàng giống như là một con động vật nhỏ linh hoạt trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập linh động cùng phiêu giật không giống như là vạn thú lao nhanh ngược lại giống như là động vật ở trong rừng rậm linh động nhảy nhót một bộ hoạt bát sinh động dáng vẻ lý trọng nhìn động tác của trầm sở nghiên lâm vào trầm tư chẳng lẽ đây chính là yếu điểm võ công giống như là trường sinh quyền muốn suy nghĩ ra phương thức thích hợp nhất với mình đây chính là yếu điểm cốt lõi của luyện công nếu như vậy tác dụng rõ như lòng bàn tay sẽ không đơn giản lý trọng lắc lắc đầu xua tan tạp niệm trong đầu bắt đầu ở bên cạnh nghiêm túc tu luyện lên trường sinh quyền không có lại chú ý thân thể động tác chuẩn độ mà là thả bay suy nghĩ để thân thể tìm được thoải mái nhất phương thức một bộ trường sinh quyền mở ra thân thể theo ký ức lúc trước trong đầu cũng bắt đầu thả lỏng cảm ngộ trường sinh lý trọng cũng cảm giác nguyên bản trong thân thể rất nhỏ cảm giác hôm nay lại là phá lệ mãnh liệt thì ra lúc trước tu luyện lý trọng chỉ là dựa theo yêu cầu rõ như lòng bàn tay đạt tới phương thức thân thể thoải mái nhất theo lúc này đây cảm ngộ vàng thú quyền của trầm sở nghiêng tâm linh chậm rãi cũng chiếm được phương thức thoải mái nhất tuy rằng trường sinh quyền này thoạt nhìn không có biến hóa nhưng là trong lúc bất tri bất giác rèn luyện hiệu quả lại tốt hơn vài phần đây chính là tâm ý cùng động tác của trường sinh quyền đồng thời đạt tới cảnh giới phản phát quy chân một cỗ lực lượng tê dại theo trường sinh quyền đánh ra ở trong thân thể bắt đầu nổi bong bóng giống như là ngâm mình trong suối nước nóng bình thường mang thai dưỡng toàn thân sức mạnh thân thể tính linh hoạt sức chịu đựng cùng với linh kiện toàn thân đều sau khi đánh xong một lần được tăng lên rõ ràng hiệu quả này chủ yếu vẫn là hiệu quả cường thân kiện thể. Quả nhiên là một phần trả giá, thập phần thu hoạch. Có đôi khi tu luyện thật sự sẽ nghiện, hơn nữa còn là một phần cày cấy, thập phần thu hoạch. Theo Lý Trọng tu luyện tới thân thể cực hạn, Lý Trọng mới chậm rãi dừng lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tuy rằng rõ như lòng bàn tay đã không còn, nhưng Lý Trọng lại nhớ kỹ loại cảm giác này hắn cũng tuyệt đối sẽ không vì tu luyện thêm một hồi mà tổn thương căng cơ lý trọng cảm giác hôm nay một ngày thu hoạch cơ hồ là tương đương với nửa tháng thu hoạch lúc này lý trọng đi trở về ngoại môn đệ tử ký túc xá đã là đêm đen yên tĩnh mà trầm sở nghiêng nhìn lý trọng tu luyện chăm chú cũng không quấy rầy trực tiếp đi lý trọng thở ra một hơi nguyên bản tăng trưởng chậm chạp trường sinh quyền UU đọc sách www.ukansu.net theo tháng này thiên phú, lại là nhanh chóng củng cố căn cơ của hắn. Vốn là căn cơ vững chắc, hiện tại liền biến thành đôn hậu. Cái này tăng lên không chỉ là căn cơ, còn là sau này tăng lên tiềm lực. Cùng với mỗi một cái cấp độ, lý trọng thân thể lực lượng, tốc độ, khôi phục lực vân vân. Lý trọng trở lại ký túc xá đệ tử ngoại môn, nhìn vạn thú đồ rồi lập tức ngủ. Tắm rửa một cái, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, Lý Trọng trước sau như một đón giờ sử cuối cùng, tu luyện cả buổi sáng. Theo Lý Trọng cùng nhau trở thành ngoại môn đệ tử võ đồ, vốn cho rằng Lý Trọng tiến vào ngoại môn về sau, sẽ tu luyện vạn thú quyền. Nhưng không nghĩ tới Lý Trọng vẫn tu luyện trường sinh quyền. Nhưng lại rước lấy một đám người cười nhạo. Có chút vốn là ngoại môn đệ tử, nhìn Lý Trọng bộ dáng, trực tiếp chính là cười nhạo nói lần này đệ tử không được a à, đến bây giờ vẫn là tu luyện trường sinh quyền chẳng lẽ tiểu tử này còn không có trúc cơ thành công ngươi không biết từ khi võ đồ bắt đầu vẫn chính là tu luyện trường sinh quyền nghe nói là trầm sở nghiên cầu tình mới ở lại võ quán quả nhiên là tiểu bạch kiểm lý trọng không có bị bất kỳ quấy rầy như trước từng bước luyện tập quyền pháp trên tay không có dừng lại lỗ tai giống như là không có nghe thấy đám người này oa oa giống nhau lúc này một người chậm rãi đi vào theo người này tiến vào người chung quanh đều dùng ánh mắt khâm phục nhìn về phía người này đây chính là thiên tài ở ngoại môn trường sinh vũ quán trên mặt lại lạnh như sương dường như mọi thứ xung quanh đều không hấp dẫn được hứng thú của hắn cũng chính là một người kiệt ngạo bất tuân như vậy lúc này lại đứng ở bên người lý trọng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía lý trọng chương 08. Ngô gặp thành. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chỉ thấy lúc này Ngô Kiến Thành đứng lặng bên cạnh Lý Trọng. Hai mắt của hắn tinh tế quan sát quyền cước của Lý Trọng, không buông tha từng chi tiết động tác của Lý Trọng. Không phải là trường sinh quyền, còn đánh chậm như vậy, người bên cạnh nhắc nhở người này một chút, hắn cũng không có phản ứng, như trước nhìn chậm chậm động tác của Lý Trọng không chớp mắt. Người khuyên can lắc đầu, chạy sang bên cạnh tu luyện vạn thú quyền không quản người này theo lý trọng một bộ quyền đánh xong người này mới phục hồi tinh thần lại ánh mắt nhìn về phía lý trọng mang theo kỳ dị hắn vốn tưởng rằng mình đã là một thiên tài trường sinh quyền đã tu luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh không nghĩ tới hôm nay hắn lại thấy được trường sinh quyền cao hơn một cấp trường sinh quyền kia cũng là tự mang một cổ vận luật hắn biết đây chính là trường sinh quyền phản phát quy chân đã đem trường sinh quyền tu luyện tới đỉnh điểm vốn hắn cũng là muốn trùng kích một chút cuối cùng trùng kích không cửa vẫn là lựa chọn bắt đầu chuyển đổi thành vạn thú quyền lúc này thấy lý trọng đánh xong hắn đi tới bên người lý trọng tự giới thiệu ta là ngô kiến thành đến từ ngô gia lại là một đại gia tộc trong lưu tiên thành có ba đại gia tộc theo thứ tự là trương gia ngô gia và cố gia có ba đại võ quán theo thứ tự là trường sinh võ quán bách chiến võ quán cùng đồng tể võ quán năng lực thực chiến mạnh nhất chính là bách chiến vũ quán trường sinh võ quán cùng đồng tể võ quán thứ hai lý trọng nhìn về phía ngô kiến thành đưa tay không đánh người tươi cười lý trọng nếu có thời gian chúng ta luận bàn một chút nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất lợi hại có thể trở thành đối thủ của ta lúc này mấy đệ tử bên cạnh nhìn về phía ngô kiến thành lại nhìn thoáng qua Lý Trọng, phóc suy một cái liền cười ra tiếng. Đến bây giờ còn không có trở thành võ giả, lợi hại cái gì? Ngô gia đại thiếu thật đúng là ít thấy nhiều quái. Chẳng lẽ là luyện công luyện đến choáng ván? Tháng sau, chúng ta có thể luận bàn một chút. Ngô Kiến Thành phát ra lời mời đối chiến. Lý Trọng thận trọng gật đầu nói. Tốt. Nhìn bộ dáng Lý Trọng lại càng khiến cho một trận cười nhạo lý trọng này là chờ bị ngược đãi sao còn một bộ thận trọng bộ dáng cho rằng bằng vào trường sinh quyền là có thể cùng ngoại môn đệ tử trong thiên tài ngang nhau lý trọng nghĩ đợi đến tháng này kết thúc công phu trên tay cùng kinh nghiệm đánh nhau hẳn là không kém nhiều lắm mà ngô kiến thành này vừa vặn có thể vì hắn tăng trưởng kinh nghiệm đánh nhau dù sao nghe người chung quanh nói người này hẳn là thiên tài hắn cũng muốn biết hắn cùng thiên tài này chênh lệch bao nhiêu Ngô Kiến Thành nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Trọng mang theo nhiệt tình. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Hắn ngược lại muốn kiến thức một chút, này phản phát quy chân cấp trường sinh quyền, thân thể đến cùng sẽ tăng trưởng tới trình độ nào. Rất rõ ràng, hắn làm ngoại môn đệ tử trung thiên tài, gặp được một cái ẩn dấu thiên tài thấy săn thích thú. Ở trường sinh võ quán đệ tử ngoại môn vẫn như cũ cấm tư đấu, nhưng là mỗi tháng đều có thể tiến hành một lần tỷ thí. Lúc này, Quán chủ Thẩm Thường Uy sẽ tự mình tọa trấn, bảo vệ an toàn cho đệ tử. Lý Trọng tiếp tục rèn luyện, đợi đến khi thân thể đến cực hạn mới dừng lại. Mà ánh mắt như có như không của Ngô Kiến Thành cũng không tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Sau khi cùng Trầm Sở Nhiên cùng Trương Nghị đạt ăn cơm trưa xong, Lý Trọng không có học văn tự, mà là rời khỏi võ quán đi về phía nha môn. Nha môn vừa vặn ở trung tâm thành Lưu Tiên Thành bên cạnh huyện nha mà võ quán bình thường mở ở thành bắc thành đông là địa phương của thế gia thành nam và thành tây thuộc khu vực dân sự trong nha môn quản phần lớn đều là chuyện của người bình thường chuyện của võ giả bình thường đều là ủy thác võ giả đi làm dù sao lưu tiên thành chỉ là cái biên tái tiểu thành không có phân phối triều đình võ giả chỉ có thể dựa vào võ quán đệ tử giải quyết coi như là cho đệ tử võ quán một nguồn thu nhập hạng nhất đến nha môn lý trọng trên mặt đã mang lên một cái mặt nạ sắc bên trong đại bộ phận cũng giống như lý trọng giống nhau trang phục mục đích còn lại là che giấu thân phận tránh sự trả thù của cá lọc lưới đi đăng ký trước một phen phụ trợ đăng ký người là một mập mạp lúc này đang chết lặng đăng ký tới nơi này lập hồ sơ võ giả họ tên mã hóa đông đến từ đâu trường sinh vũ quán nói xong lấy ra yêu bài đeo trên lưng mập mạp thờ ơ nhìn thoáng qua lại nhìn lý trọng một cái liền bắt đầu đăng ký đợi sau khi đăng ký xong liền lấy ra một tấm bảng đặt lên bàn lệnh bài này toàn thể hiện ra màu đen ở giữa lệnh bài viết một chữ thưởng màu vàng phía sau có một loạt con số đó là buông ti tô cần có lệnh bài này về sau có thể đến nha môn tiếp nhận nhiệm vụ tiền thưởng lý trọng cũng không tiếp nhận nhiệm vụ sau khi lấy được lệnh bài trực tiếp đi đến chỗ hẹn với bà nội hắn cảm thấy có thể trong nha môn cũng có nằm vùng của huyết lang bang nên cẩn thận thì tốt hơn nếu biết đánh không lại vậy trong khoảng thời gian này chỉ có thể tiếp tục cẩu thả một chút đợi sau khi đánh xong lại một hơi nhổ cỏ tận gốc mà lo lắng duy nhất chính là bà nội đợi đến sân đã hẹn với bà nội lúc này bà nội đã ngồi vào sân phơi nắng buổi chiều lúc này nhìn thấy lý trọng đến nhưng chỉ là điểm bên cạnh ghế đá đợi đến khi lý trọng ngồi xuống mới mở miệng nói như thế nào huyết lang bang này có mấy cái vỏ giả tôn nhi trước mắt khả năng thực lực còn không thể diệt cỏ tận gốc bà nội gật đầu đối với hết thảy đều đã hiểu rõ cùng ta hỏi thăm không nhiều lắm đám người này giống như cá chạch thường xuyên chạy trốn đúng là phiền toái lý trọng điểm đầu sau đó hỏi Bọn họ đều hoạt động đến địa phương nào? Hoạt động của bọn họ tương đối bí mật. Thu đại bộ phận bang chúng bình thường cũng là tam giáo cửu lưu, bọn họ âm thầm liên hệ, uu đọc sách www.ukansu.net Cái này dẫn đến tổng bộ của bọn họ đến bây giờ còn không biết được. Lý Trọng gật đầu nói. Bọn họ thông qua huyết lan sĩ câu thông, bang chúng phong phú. Trong khoảng thời gian này, ta trước tiên đi bằng hữu bên kia trốn một chút thuận tiện hỏi thăm một chút huyết lang ban tin tức, ngươi cũng chuyên tâm đợi ở võ quán. Đợi đến khi ngươi có mười phần nắm chắc sau đó mới ra tay. Lý Trọng gật đầu, cũng đem kế hoạch của hắn nói ra một chút. Ta trong khoảng thời gian này cũng dự định tiếp một chút nha môn nhiệm vụ, một cái là bắt người kiếm tiền, một cái khác chính là gặp mặt huyết. Kỳ thật lần trước Lý Trọng chiến đấu đã phát hiện nhược điểm của hắn, chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Gặp phải những kẻ liều mạng này, có thể sẽ giật gấu vá vai. Mà Lý Trọng chỉ có một trường sinh quyền, hơn nửa dự định tháng này liên tục tích lũy căn cơ. Nhiệm vụ tiền thưởng này vừa vặn. Vừa vặn thừa dịp thời gian mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với người khác. Bà nội gật đầu, lộ ra nụ cười. Lý Trọng an bài chính hợp tâm ý của nàng. Tại cuối cùng, Lý Trọng nhìn về phía bà nội nói ra. Lúc này, ta cam đoan, sẽ không thật lâu. Ta đã một phen tuổi rồi, chút kiên nhẫn này vẫn phải có, quan trọng nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã." Lý Trọng gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lúc này bà nội lại lộ ra do dự, tự hồ là có lời gì muốn mở miệng. Bất quá, rất nhanh trên mặt liền xuất hiện nụ cười. Ngay khi Lý Trọng quay về võ quán. Lúc này, nàng rốt cục mở miệng. "Chờ một chút." Lý Trọng xoay người kinh ngạc nhìn về phía bà nội bà nội từ bên cạnh lấy ra một bao quần áo bọc giấy, đưa cho Lý Trọng. Đây là cái gì? Lý Trọng trên mặt mang theo nghi hoặc, tiếp nhận bao phục trong tay bà nội. Chương 09 Mới quen trường sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Bà nội trầm mặt một hồi, mới chậm rãi mở miệng. Bất nhập trường sinh cuối cùng là con kiến hôi, công danh lợi lộc đều là mây bay. Nơi này ghi lại trường sinh chi phát. Đáng tiếc nãy nãy ta lúc còn trẻ không có bắt lấy cơ hội, ngược lại già tới muốn tu cũng là bất lực. Lý Trọng kinh ngạc nhìn về phía bà nội. Đây không phải là thế giới của võ giả sao? Làm sao có thể có Trường Sinh chi pháp? Lý Trọng nhìn về phía bưu kiện trước mặt, mở ra bên trong. Chỉ thấy bên trong có hai quyển sách màu lam. Trên đó viết Trường Sinh công và Tụ Thần công. Trường Sinh công, liên quan gì đến Trường Sinh quyền? lý trọng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bà nội trong ánh mắt bà nội mang theo tiếc nuối chỉ là rất nhanh thu liễm tâm thần ánh mắt nhìn về phía lý trọng một lần nữa mang theo nhu sắc ta cũng rối rắm thật lâu trường sinh rất nhiều người vì thế cả đời đều không vào được cửa thậm chí vì thế mà si mê ta cũng không biết thiên phú của ngươi có đạt tới hay không là đúng là sai có lúc còn không bằng cái gì cũng không biết nhưng ta vẫn lựa chọn đem hết thảy giao cho ngươi tự mình quyết định. Có muốn bước vào trường sinh hay không, đều là quyết định của chính ngươi. Bà nội dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, lại như là lầm bầm lầu bầu. Nghe được lời này của bà nội, Lý Trọng gật đầu, nhìn về phía công pháp trước mặt, tay bà nội trong lúc lơ đảng sang bằng chân trang sách. Bìa sách này đã hơi ố vàng, nhưng thoạt nhìn bảo vệ rất tốt. Lúc này nãy nãy bắt đầu giải thích nói tiến vào trường sinh chi đạo nhập môn chính là tinh khí thần tam bảo đều thỏa mãn điều kiện mà trở thành võ giả có thể cho tinh khí của ngươi đạt tới điều kiện trường sinh công có thể tu luyện khí của ngươi tụ thần công có thể đề cao tinh thần lực của ngươi ba cái đều thỏa mãn điều kiện lại kết hợp một ít cơ duyên là có thể tiến vào trường sinh chi đạo ngưỡng cửa mà trong đó quan trọng nhất chính là thiên phú lý trọng gật đầu trách không được có hai bản công pháp chỉ nghe nói có võ giả nhưng là hai bản này khả năng mới là tiến vào trường sinh chi lộ mấu chốt chìa khóa. Bà nội Lâm vào suy tư, sau đó kịp phản ứng tiếp tục nói: Con người cả đời này sẽ trải qua các loại hấp dẫn công danh lợi lộc, khó khăn hiểm trở, có thể kiên trì đã ít lại càng ít. Mà một khi lười biếng sẽ trì trệ không tiến, giống như đi ngược dòng nước. Hết thảy đều bằng tâm. Đây cũng là trường sinh chi đạo đối với con người khảo nghiệm. Đảo mắt mười mấy năm thời gian nói nhiều không nhiều nói ít không ít theo tuổi càng lúc càng lớn khí huyết suy yếu đảo mắt đã mất đi cơ hội bước vào lý trọng như có điều suy nghĩ gật đầu lại nhìn về phía bà nội lúc này trong mắt bà nội lại xuất hiện hối hận bất quá rất nhanh đã bị bà thu liễm lại nhưng vẫn bị lý trọng phát hiện có lẽ bà nội chính là người ngã xuống trước con đường trường sinh này trường sinh chi đạo nghe có vẻ thú vị lý trọng bồi bà nội một hồi rồi đi trước mắt chuyện trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng lên thực lực lý trọng mang tâm tình nặng trịch về tới trường sinh võ quán bắt đầu từng bước tu luyện trường sinh quyền đến buổi tối lý trọng lấy ra hai quyển bí tịch bắt đầu xem trong võ quán mỗi đệ tử ngoại môn đều có phòng riêng nếu không thật đúng là có chút bất tiện mở ra bản trường sinh công nửa canh giờ sau lý trọng buông xuống trường sinh công trường sinh công có được công hiệu kéo dài tuổi thọ mặc dù không phải uy lực kinh người nhưng lại ôn dưỡng căn cơ thân thể nhất mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào trường sinh lý trọng hít sâu một hơi nhớ lại nội dung trong sách bắt đầu tu luyện bước đầu tiên chính là cảm ứng ý trường sinh như thế nào là trường sinh chi ý lý trọng khoanh chân mà ngồi ngủ tâm hướng lên nhắm mắt lại bắt đầu cảm ứng thư theo như lời trường sinh chi ý đảo mắt một khắc trôi qua chờ lại một lần nữa mở mắt lại không thu hoạch được gì trường sinh chi ý hắn lại không có bất kỳ đầu mối nào lý trọng lâm vào trầm tư sau đó nghĩ tới trường sinh quyền hai thứ này có liên quan hay không nghĩ đến đây lý trọng lại trực tiếp luyện tập trường sinh quyền một lần sau đó không có tiếp tục mà là trực tiếp khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện trường sinh công nhưng vào lúc này đang điền chỗ cũng là nhiều hơn một cổ khí cổ khí này ẩn chứa bừng bừng sinh cơ lý trọng đè nén vui sướng tâm tình ổn định tâm thần bắt đầu vận chuyển khí này mỗi lần vận chuyển xong một tuần cổ khí thể này liền lớn mạnh một phần đây chính là trường sinh chân khí theo như lời trong trường sinh công lý trọng cảm giác theo luồng khí tức này lưu động toàn thân đều giống như ngâm mình trong suối nước nóng nguyên bản trong thân thể bởi vì tu luyện cơ bắp cứng ngắc theo luồng chân khí này lưu động đã bắt đầu chậm rãi khôi phục hoạt tính lúc trước hắn chậm rãi mở ra hắn đây xem như là nhập môn trường sinh công sao trường sinh công và trường sinh quyền rốt cuộc có quan hệ gì lại có thể hỗ trợ lẫn nhau tuy rằng hai loại phương pháp tu luyện không giống nhau nhưng hạch tâm lại giống nhau tinh thần cảm ngộ cũng không kém nhiều lắm chẳng lẽ hai người này vốn chính là một thể ánh mắt lý trọng mang theo nghi hoặc sau đó lắc đầu một bộ trường sinh công pháp làm sao sẽ cùng võ giả công pháp liên quan mật thiết nếu như vốn chính là một thể vậy vạn thú quyền tính là cái gì lý trọng suy nghĩ một chút sau khi không có kết quả lại bắt đầu tiếp tục xem tụ thần công đây là một quyển quan ý tưởng ở trong đầu ngưng tụ tinh thần hải từ đó tăng lên tinh thần lực có thể là hồn xuyên nguyên nhân rất nhanh tinh thần hải liền quan tưởng thành công nói là tinh thần hải không bằng nói là một giọt nước. Tu luyện tụ thần công này, giống như là cầm bút vẽ ở trong đầu vẽ tranh, vẽ xong một trương ngưng kết thành màu lam nhạt một giọt. Mà lúc này nguyên bản trong cơ thể vừa sinh thành chân khí nhưng là cấp tốc tiêu hao, uu đọc sách www.ukansu.net chỉ quan tưởng một khắc đồng hồ, trong cơ thể kia nguyên bản rèn luyện đi ra một tia chân khí dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn. Quả nhiên, tinh khí thần ba người liên quan mật thiết chẳng lẽ đây là luyện tinh hóa khí luyện khí hóa thần sau đó lý trọng vẫn lặp lại quá trình này mà thân thể tinh thần cùng trong cơ thể trường sinh chân khí đều ở trong quá trình này có chỗ tăng trưởng lý trọng ngược lại là có loại cảm giác đây mới là hoàn toàn công pháp mà trường sinh quyền chỉ là thiến phiên bản trường sinh công nãy nãy chính là cố ý để cho hắn ở trường sinh võ quán tu luyện hay là tất cả đều trùng hợp lý trọng đình chỉ tung bay suy nghĩ bắt đầu tiếp tục tĩnh tâm ngưng thần tu luyện thẳng đến khi tu luyện tới giờ hợi lý trọng mới nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau lý trọng vẫn đón giờ sửu bắt đầu tu luyện nhưng không có cảm nhận được một tia mỏi mệt đây chính là chỗ tốt của tinh khí thần cường đại ánh mặt trời mờ mịt như trước trở thành đệ tử ngoại môn không quấy rầy tiết tấu của lý trọng chỉ là tu luyện không bao lâu bên cạnh có thêm một người người bên cạnh chính là ngô kiến thành hôm qua ngô kiến thành nhìn về phía lý trọng trong ánh mắt mang theo khen ngợi không hổ là đối thủ hắn nhìn trúng không có lười biếng so với hắn còn sớm hơn xem ra sau khi trở thành đệ tử ngoại môn hắn quả thật cũng lười biếng hiện tại lý trọng cho ngô kiến thành cảm giác nay trường sinh võ quán chỉ có lý trọng và thành nhĩ đây chính là tinh tinh tương tích giữa thiên tài sau đó trong đầu xuất hiện một thân ảnh nhanh chóng lắc đầu. Người nọ tính là thiên tài gì? Nhiều nhất chỉ là mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Nếu không phải là có quan hệ huyết thống, hắn mới không muốn để ý tới hắn. Chương 10 Ngô gặp thành cùng ngô gặp ý Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lý Trọng đương nhiên cũng đoán được tâm tư con cháu thế gia tâm cao khí ngạo. So với trương nghị đạt khéo đưa đẩy, hắn càng thích ngô kiến thành đơn thuần trực tiếp này ít nhất không cần lo lắng ý tứ sau lưng hắn cùng hắn ở chung nguyên nhân căn bản chính là có cảm tình với lý trọng có thể trở thành đối thủ của hắn cùng với lý trọng kia phản phát quy chân cấp trường sinh quyền hai người trở thành bằng hữu cùng nhau tiến bộ không hơn mà trương nghị đạt có thể đứng sau lưng chính là gia tộc ở chung với hắn giống như là đầu tư dù sao cũng phải nhìn thấy hồi báo nhiều hơn vài phần công danh lợi lộc ít đi vài phần hết sức chân thành lúc này mấy đệ tử cũng là phát hiện nguyên bản tâm cao khí ngạo, ngô kiến thành độc lai like độc vãn thế nhưng cùng lý trọng người còn đang tu luyện trường sinh quyền lăn lộn cùng một chỗ, xem ra ở chung cũng không tệ lắm. Trong lòng không khỏi lắc đầu. Chẳng lẽ kỳ hoa liền hấp dẫn kỳ hoa? Ngô kiến thành vốn ở trong mắt bọn họ chính là kỳ quái, rất ít cùng đệ tử võ quán trao đổi, thậm chí đệ tử gia tộc mình cũng rất ít lui tới. Dùng ý tài ngạo vật để hình dung là thích hợp nhất cũng may là đệ tử thiên tài, được quán chủ coi trọng. Nhưng hết lần này tới lần khác cùng Lý Trọng luyện tập trường sinh quyền này lăn lộn cùng một chỗ. Bản thân Lý Trọng cũng bởi vì lời đồn cùng trầm sở nghiêng, đã trở thành tiêu điểm dư luận. Hiện tại lại bị Ngô Kiến Thành coi trọng, điều này không thể không làm cho một số người trong mắt mang theo kinh ngạc. Lý Trọng này sao mệnh lại tốt như vậy? Chẳng lẽ người đẹp trai vận khí cũng sẽ không kém? Ngoại trừ đẹp trai, lý trọng còn có cái gì về phần tu luyện trường sinh quyền đến lô hỏa thuần thanh trình độ cái này đại bộ phận cũng không biết bình thường đều là tu luyện đến hợp cách liền tu luyện vạn thú quyền chỉ có những người có thiên phú thẩm thường uy mới cố ý dặn dò ví dụ như ngô kiến thành tiết kiệm có vài người mơ mộng xa vời mà chậm trễ tu luyện tuy rằng căn cơ trọng yếu nhưng đại bộ phận mục tiêu cũng chỉ là có chút sức tự vệ mà sẽ không tiếp tục con đường võ đạo nếu như chậm trễ một hai năm vậy thì có chút mất nhiều hơn được tin tức lô hỏa thuần thanh này chỉ thuộc về những thiên tài kia mới biết được mà lý trọng chỉ có thể xem như cá lọc lưới cho nên thẩm thường uy mới có thể kinh ngạc dù sao lý trọng cũng là đạt được hệ thống về sau mới bắt đầu triển lộ thiên phú hai người vừa tu luyện không bao lâu liền chỉ thấy một người đã vội vã chạy tới trước người thoạt nhìn giống như là mới vừa tỉnh ngủ lúc này hắn nhìn về phía ngô kiến thành mặt mang u oán nói biểu ca không nghĩ tới ngươi lại không có gọi ta thật là đê tiện vậy mà sau lưng ta vụng trộm luyện tập bất quá ngươi muốn vượt qua ta cái này thiên tài vẫn là thiếu chút thời gian người này lại liếc về phía lý trọng tâm nghi hoặc biểu ca bình thường giống như một cái hồ lô làm sao có thể cùng người tu luyện nghĩ tới đây hắn liền nhìn về phía ngô kiến thành hỏi biểu ca. Lúc này Ngô Kiến Thành nhìn về phía người em họ này, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Nếu như mỗi ngày chờ ngươi, sợ không phải muốn chậm trễ tu luyện. Thiên phú của em họ này không kém hắn nhiều lắm, nhưng cố gắng chăm chỉ thì kém một chút. Ngày nào cũng đến muộn. Coi như là như vậy, cảnh giới cũng cùng hắn kém không nhiều lắm. Thuộc về một trong số ít người quen của hắn trong võ quán chỉ là lúc này ngô kiến thành lại không muốn nhìn em họ ngu xuẩn này nếu như là những người khác còn chưa tính người bình thường cùng mình ở chung một chỗ cũng thiển cận như vậy sao hắn nghe được lời của hắn liền cảm giác cả mặt xấu hổ thay biểu đệ xấu hổ anh quay đầu lại không nhìn vẻ mặt ngu ngốc của người em họ này sửng sốt một hồi ngô kiến thành rốt cục vượt qua cảm giác xấu hổ trong lòng cùng với xúc động làm bộ như không biết em họ này nhắc nhở một câu không nên coi thường lý trọng lý trọng không đơn giản dù sao cũng là một trong số ít người quen của hắn lúc này nghe ngô kiến thành nói người này mới tinh tế đánh giá lý trọng đánh giá một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía ngô kiến thành nói ta không cảm giác người này có cái gì đặc thù còn đang tu luyện trường sinh quyền ta thế nhưng là đã đem vạn thú quyền tu luyện tới lục thú ngươi cũng là tu luyện tới ngũ thú Lúc này trong lòng Ngô Kiến Thành đã gào thét. Thật mất mặt. Thật muốn không biết em họ này. Tại sao tôi lại có một người em họ thiển trận như vậy? Điều này có thể làm cho Lý Trọng cho rằng hắn chính là một người có mắt không trồng như vậy, dù sao, vật hợp theo loài, người hợp theo bầy. Ngô Kiến Thành nhìn Lý Trọng, thấy hắn không bị quấy rầy, mới thở vào nhẹ nhõm. Lý Trọng đương nhiên cũng không có giải thích, như trước tại thờ ơ tu luyện lấy trường sinh quyền, cảm thụ được thân thể tố chất tại vững bước tăng lên. Người này lại một lần nhìn chầm chầm Lý Trọng động tác bắt đầu nhìn lên, theo quan sát một hồi, ánh mắt của hắn rốt cục là càng ngày càng sáng. Hắn rốt cục là phát hiện Lý Trọng trường sinh quyền dị thường. Hắn mặc dù không có đem trường sinh quyền tu luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, nhưng là hắn cũng loáng thoáng cảm thấy Lý Trọng quyền pháp kia cổ đặc thù nhịp điệu. Sau đó lại nhìn về phía biểu ca, biểu ca cũng là sau khi đem trường sinh quyền bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh đây mới là nguyên nhân ở phương diện vạn thú quyền hắn so với biểu ca hơn một bậc cảnh giới tu luyện trường sinh quyền chuyện này biểu ca đã nói với hắn chẳng lẽ hắn nhìn về phía lý trọng động tác rốt cục là đoán được lý trọng vì cái gì khiến cho biểu ca chú ý cũng hiểu được biểu ca vì sao đối với người này có con mắt khác nói xong lại nhìn về phía lý trọng ngươi thật đúng là âm hiểm thiếu chút nữa bổn đại gia liền biến thành người có mắt không trồng hiện tại ta rốt cục là phát hiện bí mật của ngươi trên mặt lại là vẻ mặt bí hiểm khó lường ít nhất hắn cho là như vậy dù sao ngô kiến ý hắn cũng là một người thông minh lý trọng tiếp tục không có phản ứng tiếp tục tu luyện trường sinh quyền bên kia ngô kiến thành trong lòng thở ra một hơi nhìn em họ ngạc nhiên cậu xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái khe chui vào chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng thằng em ngu ngốc của tôi thật sự là cần nội tâm cường đại mới có thể cùng hắn đi đến một chỗ lúc này lý trọng cũng là kết thúc một vòng trường sinh quyền người này lại gần nhìn về phía lý trọng nói ta là ngô kiến ý lý trọng nhìn thoáng qua ngô kiến ý gật đầu một cái lý trọng lúc này ngô kiến ý lại tiến đến bên tai lý trọng như là làm kẻ trọng đồng dạng nhìn bốn phía sau đó lén lút nói ngươi có phải hay không đã lĩnh ngộ tầng sâu hơn trường sinh quyền cho nên lựa chọn tiếp tục tu luyện đợi đến căn cơ của ngươi vững chắc lại bỗng nhiên nổi tiếng ta như thế nào không nghĩ tới phương thức này đáng tiếc ta đã tu luyện vạn thú quyền nếu không cũng muốn giống như ngươi nếm thử một chút nghĩ đến khi đó người khác khiếp sợ bộ dáng Uu đọc sách vedut vedut vedut. net ngẫm lại đều có chút kích động. Một bộ mặt tạc mi chuột nhắc. Lúc này Ngô Kiến Thành phía sau nhìn bộ dáng hèn mọn bị ổi của Ngô Kiến Ý cũng cảm giác toàn thân đều bắt đầu ngứa ngáy, một cổ cảm giác xấu hổ tự nhiên sinh ra. Luôn cảm giác người chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bọn họ. Không phải cái gì khác, tiểu tử này quá ảnh hưởng đến hình tượng gia tộc bọn họ càng ảnh hưởng đến phong bình của hắn ở trường sinh vũ quán. Chính xác. Chính là như vậy. Cũng không biết lý trọng này sẽ nhìn hắn như thế nào, sẽ không cho rằng hắn cũng là một người như vậy. Ngô Kiến Thành tìm lý do tốt để mình ra tay. Hắn mặt không chút thay đổi bước tới Ngô Kiến Ý bên người, tay trái ông lấy tiểu tử này cổ, liền bắt đầu hướng bên cạnh kéo đi, trên mặt đất lưu lại hai đạo dày đào ra khe rảnh. Anh là người thú vị cũng là một trong những đối thủ của tôi đại hội tháng này anh bị tôi đặt trước ngô kiến ý ở nơi đó lớn tiếng kêu la thân thể tùy ý ngô kiến thành lôi kéo lúc này ngô kiến ý tự hồ đối với hết thảy gặp phải đều phi thường quen thuộc còn vụng trộm ném cho lý trọng một cái mị nhãn theo lực đạo của ngô kiến thành bị hắn kéo đến bên cạnh bắt đầu tu luyện đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia lại dùng sai chỗ lại còn ném mị nhãn vào lý trọng lại hấp dẫn ánh mắt cổ quái xung quanh. Lúc này, Ngô Kiến Thành hóa thân thành chiến thần mặt lạnh, mặt không chút thay đổi nói. Đừng quấy rầy người khác tu luyện. Người này nếu không phải em họ hắn, hắn thật sự muốn một quyền kết quả cái đồ chơi mất mặt này. Lý Trọng nhìn về phía hai anh em họ này, khóe miệng nhếch lên một độ công. Thật đúng là thú vị.